Lê Minh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, lực lượng hải cảnh Trung Quốc hai lần liên tiếp phun vòi rồng vào các tàu tiếp tế dân sự của Philippines ở bãi Cỏ Mây vào ngày 5 và ngày 23 tháng 3, đang cho thấy quyết tâm cao nhằm củng cố lại thế trận vùng xám của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, thì chính quyền Tổng thống Ferdinand Marcos cũng đang tiến hành những chiến lược để khắc chế Trung Quốc. Trong khi đó, động thái hải quân Ấn Độ khánh thành căn cứ mới INS Jatayu ở trên đảo Minicoy vào đầu tháng 3 vừa qua chính là một bước đi nhỏ nhưng giữ vị trí quan trọng khi giúp củng cố phòng tuyến chiến lược của người Ấn Độ trong thế trận mới ứng phó với Trung Quốc. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả những chủ đề hấp dẫn này. Sau khi bị lực lượng tuần duyên Philippines tháo gỡ đoạn phao chắn nổi ở quanh bãi cạn Scarborough, đại diện cho hoạt động vây lấn thuộc thế trận vùng xám của Trung Quốc vào cuối tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh đã có nhiều động thái kích hoạt sự công kích đối với Philippines cùng một lúc trên cả 3 mặt trận tâm lý, pháp lý và truyền thông, được gọi là tam chủng chiến pháp kể từ đầu năm 2024. Điển hình nhất chính là các hoạt động gây nhiễu trên mặt trận truyền thông khi phía Trung Quốc cố ý dò dỉ 11 đề xuất với Philippines để giảm thang căng thẳng ở Biển Đông, trong đó có sự công nhận quyền kiểm soát và quản lý của Trung Quốc đối với bãi Cỏ Mây là lãnh thổ của Trung Quốc. Mặc dù cáo buộc phía Philippines đã phớt lờ các đề xuất này, nhưng truyền thông Trung Quốc vẫn dựa vào đây để nhấn mạnh sự thất hứa của Philippines về việc rút tàu đổ bộ Sierra Madre bị mắc cạn ở bãi Cỏ Mây, từ đó giải thích các hoạt động ngăn cản của hải cảnh Trung Quốc đã diễn ra một cách hợp lý, hợp pháp và chuyên nghiệp. Trên mặt trận pháp lý, trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc liên tục lên án đạo luật khu vực hàng hải mà Thượng viện Philippines vừa thông qua vào cuối tháng 2 năm 2023, tờ Thời báo Hoàn Cầu đã cho đăng tải một loạt các bài viết phân tích các lập luận cho thấy Philippines đang đi ngược lại các công ước quốc tế. Cùng lúc đó, vào ngày 28 tháng 3 vừa qua, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cũng đã tuyên bố rằng Philippines đang vi phạm luật pháp quốc tế và tinh thần của tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, DOC. Kết hợp với nền tảng diễn giải từ hai mặt trận này, Trung Quốc đã nhất quán củng cố các hoạt động vây lấn thuộc thế trận vùng xám nhằm phục hồi lại sự kiểm soát ở các thực thể không người ở thuộc vành đai phía đông Biển Đông, giáp vùng đặc quyền kinh tế từ đảo Palawan của Philippines. Trong đó, lực lượng tàu vỏ trắng, tức là hải cảnh, cùng với dân binh đã duy trì mức độ cận xung đột hay phi vũ trang như chỉ chiếu đèn laser cấp độ quân sự, xịt vòi rồng công suất lớn nhằm gây thiệt hại tối thiểu, đủ để các tàu tiếp tế dân sự của Philippines không tiếp tế hiệu quả được cho tàu đổ bộ Sierra Madre, cứ điểm của Philippines trên bãi Cỏ Mây, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Philippines đang chiếm đóng. Ngay cả trong kịch bản có hoạt động đâm va giữa các tàu vỏ trắng hoặc giữa tàu của hải cảnh Trung Quốc với tàu tiếp tế dân sự của Philippines, cũng như các hoạt động cận xung đột nói trên, đều không đủ để kích hoạt Hiệp ước Phòng thủ chung giữa Mỹ-Philippines ký từ năm 1951 do không nằm trong nội hàm tấn công vũ trang. Philippines vây ngược. Đứng trước thế trận tích hợp của Trung Quốc, chính quyền Tổng thống Ferdinand Marcos có xu hướng thí chốt những thực thể mà Trung Quốc đang đánh điểm để tập trung bao vây vòng ngoài, với phạm vi ảnh hưởng và tập hợp lực lượng lớn hơn nhiều lần. Bộ Ngoại giao Philippines thời ông Marcos đã sớm triển khai sáng kiến minh bạch, tập trung vào việc công bố các hoạt động ngăn cản của phía Trung Quốc đối với việc tiếp tế thường kỳ của các lực lượng Philippines đến bãi Cỏ Mây khi vận động các phóng viên quốc tế đi cùng trên các chuyến tàu này. Do đó, mặc dù Trung Quốc đã tích hợp cả học thuyết tam chủng chiến pháp lẫn sử dụng các biện pháp cận xung đột để giảm thiểu khả năng vận động dư luận quốc tế của Philippines, thì lượng thông tin bất lợi cho phía Trung Quốc vẫn được chính quyền ông Marcos tích lũy và công bố ngày càng lớn. Dưới thời Tổng thống Marcos, Philippines đã gửi 142 công hàm phản đối ngoại giao tương tự cho đến nay. Dựa trên lượng thông tin thuộc sáng kiến minh bạch này, Trung Quốc càng gây sức ép cho các hoạt động tiếp tế luân phiên của Philippines thì càng củng cố thêm nền tảng để dư luận khu vực và quốc tế ủng hộ Tổng thống Marcos kích hoạt các biện pháp đáp trả tương xứng như ông đã tuyên bố vào ngày 28 tháng 3. Các hoạt động đáp trả tương xứng của Philippines có thể liên quan đến việc sử dụng các tàu quân sự tốc độ cao thay thế cho tàu dân sự khi thực hiện tiếp tế. Kết hợp với các hoạt động tập trận chung
Tuần tra chung dự kiến giữa Philippines với Mỹ và các đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Úc đang triển khai luân phiên ở vành đai phía đông Biển Đông, và nhất là cuộc tập trận quy mô lớn Balikatan với hơn 16.000 binh sĩ Mỹ-Philippines tham gia từ 22 tháng 4 đến 8 tháng 5, cũng ở phía tây đảo Palawan gần với bãi cỏ mây. Cách tiếp cận vây điểm của ông Marcos dường như đang tỏ ra hiệu quả đáng kể. Mục tiêu tập hợp lực lượng nhằm vây ngược thế trận tích hợp của Trung Quốc là mục tiêu của Philippines, nhằm hướng đến một kịch bản phân định biển phù hợp, trong đó không có sự hiện diện pháp lý của Trung Quốc tại bãi cỏ mây nói riêng và phía bắc quần đảo Trường Sa nói chung. Theo Bộ Quốc phòng Philippines, nước này đã ký hoặc đang xúc tiến thỏa thuận an ninh mới với ít nhất 18 quốc gia kể từ khi tàu hải cảnh Trung Quốc chiếu tia laser quân sự vào tàu hải cảnh Philippines trên Biển Đông năm ngoái. Dù quan hệ liên minh ngày càng sâu sắc giữa Philippines với Mỹ, bao gồm việc cho phép quân đội Mỹ tiếp cận nhiều căn cứ quân sự của Philippines hơn, gây nhiều chú ý, nhưng nỗ lực của Manila không chỉ dừng lại ở Washington. Tổng thống Marcos thực hiện gần chục chuyến thăm nước ngoài trong năm 2023, trong đó có nhiều chuyến thăm để tìm kiếm hỗ trợ an ninh và trang thiết bị quân sự. Năm nay, lịch trình của ông bao gồm bài phát biểu hiếm thấy trước Quốc hội Úc và bài phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La ở Singapore. Từ năm 2022, Philippines đã ký thỏa thuận quốc phòng mới với Liên minh châu Âu EU, Ấn Độ và Anh. Theo các đại sứ quán Philippines, Nhật Bản, Canada và Pháp đang xem xét việc ký kết thỏa thuận lực lượng thăm viếng với Philippines. Theo đó, sẽ cho phép các nước này gửi quân tới căn cứ quân sự ở Philippines. Các quan chức Philippines nói rằng, nếu được thông qua, những thỏa thuận đó sẽ tạo cho Manila một trong những mạng lưới an ninh mạnh mẽ nhất ở châu Á, mở rộng phạm vi ảnh hưởng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, một số quan chức hàng đầu Philippines cho biết đất nước của họ cần nhiều hơn một chiến dịch công khai để bảo vệ chủ quyền của mình. Trong khi đó, thì Trung Quốc cáo buộc Philippines và Mỹ đang gây căng thẳng ở Biển Đông. Đại sứ quan Trung Quốc tại Manila nói rằng, việc đưa lực lượng bên ngoài vào và hình thành các vòng tròn nhỏ sẽ không giúp giải quyết tranh chấp ở Biển Đông, mà chỉ làm phức tạp thêm tình hình khu vực, làm suy yếu hòa bình và ổn định khu vực. Manila không đồng tình, khẳng định rằng họ đứng lên bảo vệ chủ quyền chứ không hành động thay mặt Washington. Và với 1/3 hàng hóa của thế giới đi qua Biển Đông, các nhà ngoại giao ở Manila cho rằng nhiều quốc gia, không chỉ Mỹ, có lý do chính đáng để ngăn chặn hành động cản trở tự do hàng hải. Philippines cũng đang xây dựng kho vũ khí quân sự của riêng mình với sự giúp đỡ của các nước khác. Ấn Độ dự kiến sẽ giao lô tên lửa hành trình siêu thanh đầu tiên cho Philippines trong năm nay, thực hiện một phần của hợp đồng trị giá 375 triệu USD. Cộng hòa Séc, Đức, Ý và Thụy Điển đã đề nghị cung cấp máy bay không người lái và tàu ngầm cho Manila. Ngoài việc hỗ trợ các nỗ lực hiện đại hóa quân đội Philippines, Mỹ còn cung cấp 120 triệu USD hỗ trợ hàng năm cho lực lượng an ninh nước này. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro cũng vừa chỉ đạo quân đội thực thi chiến lược mới để bảo vệ lãnh thổ và lợi ích kinh tế của quốc gia. Chỉ đạo được đưa ra vài ngày sau cuộc đụng độ mới đây với tàu Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp. Chúng tôi đang phát triển năng lực bảo vệ và đảm bảo an toàn cho toàn bộ lãnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế của mình, để đảm bảo người dân của chúng tôi và tất cả các thế hệ người Philippines sau này sẽ được tự do khai thác và tận hưởng những nguồn tài nguyên thiên nhiên vốn thuộc về chúng tôi một cách hợp pháp, ông Teodoro nhấn mạnh trong tuyên bố đưa ra vào ngày 7 tháng 3 vừa qua. Bộ Quy tắc ứng xử riêng của ASEAN về Biển Đông. Tháng 11 năm ngoái, Tổng thống Philippines Marcos khẳng định rằng nước này đang tiếp cận Việt Nam và Malaysia để thúc đẩy một bộ quy tắc ứng xử riêng của chúng tôi trên Biển Đông. Philippines, Việt Nam và Malaysia đều là thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Chuyện các nước ASEAN cố gắng quản lý va chạm trên biển hoặc đối thoại một cách hòa bình trong các tuyên bố chủ quyền chồng lấn là điều không lạ. Nhưng phát biểu của ông Marcos có thể khơi lại sự quan tâm của cộng đồng quốc tế với một câu chuyện cũ, Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC. COC được kỳ vọng là một bộ quy tắc ứng xử có tính ràng buộc về pháp lý, mang lại giải pháp quản lý xung đột hiệu quả để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Đây là một trong những thỏa thuận quan trọng đối với mối quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN. Dù vậy, tại một sự kiện ở Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, Daniel Inouye, tháng 11 năm 2023, Tổng thống Philippines Marcos nhìn nhận tiến trình đàm phán COC giữa ASEAN và Trung Quốc đang chậm chạp. Vì vậy, Manila đã có sáng kiến tiếp cận các nước khác trong ASEAN
mà chúng tôi cũng có tranh chấp lãnh thổ, bao gồm Việt Nam và Malaysia. Ông Marcos cho rằng Philippines muốn cùng hai nước này tạo ra một bộ quy tắc ứng xử riêng. Trong các phát biểu gần đây, Trung Quốc bày tỏ thiện chí và mong muốn đẩy nhanh đàm phán COC, nhưng trong mắt một số nhà quan sát, tiến độ đàm phán diễn ra không nhanh như kỳ vọng. Hơn 20 năm trôi qua, Biển Đông xuất hiện thêm những diễn biến phức tạp và gây lo ngại rằng việc các bên tìm thấy sự thống nhất quanh một bộ quy tắc ứng xử sẽ càng trở nên khó hơn, đòi hỏi đối thoại sâu hơn. Trong phát biểu ở Hawaii, Tổng thống Marcos không quên đề cập tới những va chạm giữa nước này với Trung Quốc thời gian qua và mô tả tình hình Biển Đông trở nên khốc liệt hơn. Đó là lý do Philippines cảm thấy cần phải phối hợp với các đồng minh và nước láng giềng khác để ứng xử đúng mực nhằm duy trì hòa bình, trước lúc có thể ứng xử như bộ quy tắc mà ông cho rằng không thể sớm hình thành. Sáng kiến của Philippines không dừng lại ở Việt Nam và Malaysia. Ý tưởng của ông Marcos là tìm thấy điểm chung với Việt Nam và Malaysia trong chuyện quản lý tranh chấp trước, sau đó nới rộng mô hình này ra các nước ASEAN khác. Về lý thuyết, đây có thể là một con đường thay thế cho lộ trình tiến tới COC hiện tại. Trong các phát biểu liên quan tới tranh chấp Biển Đông lâu nay, cả Philippines, Việt Nam và Malaysia đều đề cao vai trò của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982. Việc thượng tôn pháp luật là xuất phát điểm tốt, có thể làm nền tảng cho các nước ASEAN khác tìm thấy đồng thuận và sớm hình thành nhận thức chung, quan điểm chung về cách ứng xử đúng luật. Nếu làm được điều này, từ một nhóm nhỏ, Philippines, Việt Nam và Malaysia, khuôn khổ thảo luận này có thể mở rộng và đáp ứng yêu cầu, lập trường của nhóm lớn với toàn bộ thành viên ASEAN, sau đó mở đường cho đàm phán với Trung Quốc. Một cách dễ hình dung, nếu mô hình của Philippines được chào đón, bộ quy tắc riêng trong lòng ASEAN có thể tương tự một dạng nhất trí tiến bộ như trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Nghĩa là các nước tham gia sẽ chỉ có thể tiếp tục đàm phán dựa trên những gì đã thống nhất từ trước và cứ thế tiến bộ chứ không bàn lại. Nói cách khác, sự nhất trí ASEAN đạt được trong bộ quy tắc riêng ấy có thể được bảo vệ. Một điều chắc chắn rằng mọi thảo luận về quy tắc ứng xử sẽ không thể bỏ qua Trung Quốc. Trả lời về bình luận của Tổng thống Philippines, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh mọi nỗ lực tách khỏi khuôn khổ tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và tinh thần của DOC đều vô giá trị. Phản ứng của Trung Quốc cho thấy ý tưởng bàn về bộ quy tắc ứng xử riêng mà Philippines vừa đưa ra nhiều khả năng không phải rào cản lớn đối với COC. Trong những phát biểu chính thức tới nay, các nước ASEAN vốn đã thể hiện sự tôn trọng đối với DOC, dù đây không phải là một văn bản ràng buộc về mặt pháp lý. Tất nhiên là Trung Quốc luôn muốn chiếm được thế thượng phong trong bất cứ một cuộc đàm phán nào về Biển Đông. Họ không muốn các cường quốc bên ngoài can thiệp, cũng lại không muốn các nước bên trong ASEAN đoàn kết chống lại mình, dù là dưới bất kỳ hình thức nào. Bắc Kinh ưa thích việc đàm phán tay đôi hơn với các bên tranh chấp, nhưng đàm phán 1-1 lại không phải là lựa chọn tối ưu của các nước ASEAN, vì các nước tại khu vực này hiểu rằng mình không có nhiều đòn bẩy trong những cuộc đàm phán như vậy. Trung Quốc nổi giận vì Ấn Độ bênh vực Philippines ở Biển Đông. Trong khi đó, việc Ấn Độ tuyên bố kiên quyết ủng hộ Philippines bảo vệ chủ quyền quốc gia của mình đã khiến Trung Quốc nổi giận, trong lúc căng thẳng giữa Manila, Bắc Kinh ở Biển Đông đang dâng cao. Trong bối cảnh xảy ra các sự cố liên tiếp gần đây giữa tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu Philippines ở Biển Đông, có một diễn biến đáng chú ý. Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar gặp người đồng cấp Philippines Eric Manalo ở Manila hôm 26 tháng 3 vừa qua. Ngoại trưởng Jaishankar nói Ấn Độ kiên quyết ủng hộ Philippines bảo vệ chủ quyền quốc gia của mình và muốn khám phá các lĩnh vực hợp tác mới gồm cả quốc phòng và an ninh. Tuyên bố của ông Jaishankar ngay lập tức đã khiến Trung Quốc nổi giận. Báo Trung Quốc cũng đăng bài bình luận với giọng điệu chỉ trích Ấn Độ. Các tranh chấp trên biển là vấn đề giữa những nước liên quan và bất kỳ bên thứ ba nào cũng không có quyền can thiệp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đã nói tại cuộc họp báo hôm 26 tháng 3 khi bình luận về phát ngôn của Ngoại trưởng Ấn Độ. Một ngày sau đó, Thời báo Hoàn Cầu đăng bài bình luận với dòng tít Ấn Độ ngây thơ can thiệp vào vấn đề Biển Đông. Ấn Độ đang tích cực tham gia câu lạc bộ chống Trung Quốc, hy vọng gây thêm áp lực lên Trung Quốc bằng cách đứng về phía Philippines trong vấn đề Biển Đông. Thời báo Hoàn Cầu đã viết như vậy vào hôm 27 tháng 3. Theo tờ báo Trung Quốc này, phát biểu của Ngoại trưởng Ấn Độ giống với lập trường của Mỹ và các đồng minh của Washington về vấn đề Biển Đông. Việc Ấn Độ can thiệp vào vấn đề Biển Đông là không khôn ngoan. Các tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines không liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào. Cái gọi là sự ủng hộ của Ấn Độ chẳng qua chỉ là bắt chước và điều này sẽ chỉ khiến Ấn Độ giống một kẻ đi theo Mỹ.
Về lâu dài, Ấn Độ sẽ chỉ dần trói buộc mình vào nước Mỹ và từ đó trở thành một con tốt trong mạng lưới bá quyền toàn cầu của Mỹ và làm xói mòn quyền tự chủ chiến lược của Ấn Độ. Thời báo Hoàn Cầu lập luận. Tờ báo này nói thêm việc Ấn Độ can dự vào vấn đề Biển Đông còn khiến vấn đề biên giới Trung Ấn phức tạp hơn. Hiện nay, Trung Quốc và Ấn Độ đang cùng nhau nỗ lực giải quyết vấn đề biên giới thông qua đối thoại và lợi ích chung của hai nước vượt xa những khác biệt. Tuy nhiên, nếu New Delhi tiếp tục đánh giá sai tình hình và đánh giá thấp quyết tâm, ý chí của Trung Quốc, thì điều đó sẽ chỉ dẫn đến nhiều rủi ro và tổn thất hơn cho Ấn Độ trong tương lai. Thời báo Hoàn Cầu cảnh báo. Gần đây xảy ra một loạt sự cố giữa tàu hải cảnh Trung Quốc và tàu Philippines ở Biển Đông. Hôm 5 tháng 3, tàu hải cảnh Trung Quốc va chạm với tàu tuần duyên Philippines và phun vòi rồng vào tàu tiếp tế Philippines khi Manila làm nhiệm vụ tiếp tế cho quân nhân của họ ở bãi Cỏ Mây. Ngày 23 tháng 3, tàu hải cảnh Trung Quốc tiếp tục dùng vòi rồng tấn công tàu tiếp tế Philippines. Thời gian qua, Philippines tố tàu hải cảnh Trung Quốc và các tàu khác đã quấy rối, ngăn chặn và thực hiện các hành động nguy hiểm nhằm vào tàu Philippines ở Biển Đông. Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo cho biết nước này muốn giải quyết các tranh chấp trên biển với Trung Quốc một cách hòa bình, nhưng Bắc Kinh hãy dừng quấy rối chúng tôi. Trong khi đó, thì Mỹ cũng lên án việc Trung Quốc liên tục cản trở các tàu Philippines thực hiện quyền tự do hàng hải trên biển và làm gián đoạn hoạt động tiếp tế cho quân nhân ở bãi Cỏ Mây. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Washington giữ vững cam kết bảo vệ đồng minh Philippines nếu Manila bị tấn công vũ trang ở Biển Đông. Ấn Độ ăn miếng trả miếng trên biển với Trung Quốc. Trong một diễn biến khác, bối cảnh các diễn biến xung đột vẫn đang phức tạp ở Biển Đỏ đã tạo thời cơ để Trung Quốc triển khai hiệu quả chiến lược hai đại dương, trở thành một trong các thế lực chủ chốt đảm bảo an ninh hàng hải cho tuyến đường huyết mạch từ vịnh Aden đến vịnh Oman, sát với khu vực sân nhà của Ấn Độ. Tuy nhiên thì dường như Ấn Độ cũng đã có sự quan sát kỹ lưỡng để không chỉ kịp thời triển khai các biện pháp đối trọng với chiến lược mới của Trung Quốc, mà còn chủ động mở rộng thế trận xâm lấn ngược sang các khu vực hàng hải thuộc về sân nhà của Trung Quốc. Giai đoạn cuối năm 2023 là thời điểm đánh dấu các hoạt động sôi nổi của lực lượng đặc nhiệm hộ tống hải quân số 44 của Trung Quốc ở khu vực khi các cuộc tấn công của phiến quân Houthi bắt đầu leo thang, ảnh hưởng tuyến hàng hải từ Biển Đỏ qua vịnh Aden đến vịnh Oman tiếp giáp phía tây Ấn Độ Dương. Trong bối cảnh đó, động thái chuyển giao quyền lực ở Nam Á khi tân Tổng thống Manivel Muju lên nắm quyền từ giữa tháng 11 năm 2023 với chiến dịch Ấn Độ ra đi, India out lại tiếp tục mở đường cho sự xâm lấn ảnh hưởng theo hướng trục của Trung Quốc ở Nam Á. Đến tháng 2 năm nay, sau khi ấn định thời hạn ép buộc 89 nhân viên thuộc các lực lượng của Ấn Độ đang triển khai ở Manivel phải rút khỏi quốc đảo này, Manivel đã cho phép tàu khảo sát hướng Dương Hồng 3 thuộc Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc được cập cảng ở thủ đô Male để chứng tỏ sự nồng ấm của trục Trung Quốc Manivel. Từ trục quan hệ với Manivel, Trung Quốc lập tức mở rộng hợp tác quốc phòng với cả Sri Lanka và Nepal, nhóm quốc gia láng giềng trọng yếu ở Nam Á của Ấn Độ, qua chiến thăm của phái đoàn quân sự cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc từ ngày 4 đến ngày 13 tháng 3 vừa qua. Chuyến thăm bộ ba Manivel, Sri Lanka, Nepal cũng đã đánh dấu thắng lợi của Trung Quốc trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, vốn được xem là vùng ảnh hưởng tuyệt đối của Ấn Độ. Ngoài ra, Trung Quốc còn hoàn thành được thế trận đa phương trong khu vực khi tổ chức thành công diễn đàn khu vực Trung Quốc-Ấn Độ Dương về hợp tác kinh tế xanh lần thứ hai vào đầu tháng 12 năm 2023. Diễn đàn này xác nhận Trung Quốc đã thiết lập khuôn khổ đối tác chiến lược và đối tác đối thoại với 23 nước ở Ấn Độ Dương, tương đương với tổng số thành viên trong Hiệp hội Vành đai Ấn Độ Dương do Ấn Độ hậu thuẫn. Kết hợp với thế trận đa phương bên ngoài khu vực được thể hiện thông qua cuộc tập trận Vành đai an ninh biển giữa ba bên Trung Quốc, Nga, Iran ở vịnh Oman từ 12 đến 14 tháng 3. Có thể thấy hiện sự tăng cường ảnh hưởng của Trung Quốc đang được kiến tạo hiệu quả từ vịnh Aden đến biển Ả Rập. Nếu so sánh với thông tin cho thấy khối đồng minh tứ cường mà Ấn Độ tham gia có xu hướng bỏ rơi phần phía tây của Ấn Độ Dương nói trên khi không đề cập đến vùng biển này trong sáng kiến nhận thức miền hàng hải thì đã đủ để nhận ra cán cân ảnh hưởng ở đây đang nghiêng hẳn về phía Trung Quốc. Bẫy nước đôi của Ấn Độ. Trên thực tế, tình hình lại cho thấy Ấn Độ vẫn đang hành động kịp thời và giữ được lợi thế tuyệt đối trên sân nhà của mình. Điều này phụ thuộc vào sự thấu hiểu đối với chiến lược phòng bị nước đôi mà chính phủ mới ở Manivel đang thực hiện để cân bằng lại chiến lược Ấn Độ trước tiên, India First trước đó. Dù có nhiều biện pháp bị xem là xác định lại quan hệ với Ấn Độ, nhưng Tổng thống Muju luôn đảm bảo không muốn phá vỡ quan hệ với New Delhi bằng cách thay thế quân đội Ấn Độ bằng lực lượng Trung Quốc.
Việc Maldives vẫn tham gia diễn tập tuần duyên chung với Ấn Độ và Sri Lanka vào cuối tháng 2 vừa qua cho thấy rõ Ấn Độ nhận thức được thế cân bằng mới mà các nước Nam Á hải đảo đang thực hiện ở Ấn Độ Dương. Căn cứ INS Jatayu mới thiết lập chỉ cách Maldives 130 km, đồng thời cũng tăng cường năng lực đảm bảo an ninh hàng hải chung cho tuyến đường huyết mạch đảm nhận vận tải dầu thô từ Trung Đông đến Đông Nam Á. Không chỉ vậy, Ấn Độ còn phục hồi các dự án về tam giác năng lượng với các quốc gia Nam Á hiện đang nằm trong quỹ đạo ảnh hưởng của Trung Quốc. Điển hình là tứ giác dầu khí giữa Ấn Độ, Pakistan, Afghanistan, Turkmenistan, còn gọi là dự án TAPI, được phục hồi từ tháng 6 năm 2023, hay là tam giác năng lượng mới đây giữa Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, được ký kết từ tháng 12 năm 2023. Thêm vào đó, ngoài sự tăng cường tham gia khối Quad Bộ Tứ với chuỗi hoạt động tập trận Malabar ở khu vực Đông Ấn Độ Dương, Ấn Độ còn phát huy rất tốt tư duy nước đôi của Nga khi quyết tâm hồi sinh tuyến hành lang hàng hải Vladivostok-Chennai kết nối từ Ấn Độ Dương qua Đông Nam Á đến Đông Bắc Á từ tháng 1 năm 2023. Và mới đây nhất, Ấn Độ đã triển khai đối thoại công nghệ ba bên Mỹ-Ấn-Hàn vào giữa tháng 3 năm 2024, làm trỗi dậy quan ngại về sự định hình một tam giác Ấn-Nhật-Hàn ở ngay sân nhà Đông Bắc Á của Trung Quốc. Nhìn chung thì động thái khánh thành căn cứ hải quân mới Jatayu là một chỉ dấu cho thấy Ấn Độ đang cần củng cố phòng tuyến ở phía Tây Ấn Độ Dương để có thể đẩy mạnh các hướng xâm lấn ngược ảnh hưởng của Trung Quốc ở tuyến đường từ Đông Ấn Độ Dương đến tận Đông Bắc Á. Thế trận cạnh tranh Ấn Trung trên biển vì vậy sẽ có nhiều chuyển biến quan trọng trong thời gian tới. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Vâng thưa quý vị, đến đây thì chương trình của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng. Quý vị hãy để lại quan điểm của mình ở bên dưới để thảo luận trực tiếp với chúng tôi. Một lần nữa, đừng quên nút like và đăng ký kênh. Hy vọng quý vị đã có được những kiến thức bổ ích. Hẹn gặp lại trong những hành trình mới.